Em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục tách cái cây kiếm vàng quang hanh với cả vàng cánh bầu Hải Phòng. Đây là những dòng lô hội rất là khỏe và lớn nhanh. Gần như là không sâu bệnh nào nó có thể xâm hại được những cái cây lô hội này. Hai nữa là nó đẻ khỏe, thân nó nhỏ nhỏ thôi. Những dòng hoa rất là đáng sưu tầm. Vàng quang hanh thì nó đắt hơn các bạn vì nó mới xuất hiện cho nên là giá nó còn cao. Đây em có hình số 1 là 600 này. Hình này một mẹ một con. Hình số 2 là 800. Đấy, hình số 2 này là hai thân to. Đấy. Hình số 3. Hình số 3 250 là một thân già các bác. Đây, thân già này khá là xấu. Và hình số 4. Hình số 4 là 500. Đấy em chỉ có 4 hình vàng quang hanh thôi. Vàng quang hanh thì số lượng không có nhiều. Còn bên này là cây vàng cánh bầu Hải Phòng, em sẽ tách một số hình ra em bán. Đây sẽ có hình sẽ có 10 hình. Em vừa mới bởi vì thực ra em muốn trồng mùa này để cho nó lớn nhanh và ổn định chậu sớm để có thể khi mọc mùa đông nó sẽ tốt hơn. Đây hình số 2 400. Hình số 2 là hai thân già này, 400. Hình số 2. Hình số 3 là thân nó trẻ hơn thì là 450. Tất cả đều bao ship các bác nhé. Hình số 1. Ôi hình số 1 thì này hơi thối rồi. Hình số 1 tạm thời em chưa bán. Hình số 5 là 450. Đấy, 450 là hai thân. Hình số 6. Ở đâu? Hình số 4 đây, hình số 4 là 400 này. 400 là một mẹ một con to này. Hình số 7 là một thân 230.000, thân rất là lực. Đấy, còn hình số 6 là một thân nó vẫn có con các bạn. Hình này có 220 này, hình số 6 này. Còn đây là hình số 8 này, 400. Hình số 8 400, hình số 9 là 500. 500 này các bác được hai thân một mầm. Và hình số 10 là 450. Đấy, đấy là toàn bộ hôm nay là vàng cánh bầu Hải Phòng nhà em. Đây kỳ phi điệp 52 này. Đấy, 52 là 15.000, còn 51 là 10.000. Đây cũng có một số giò phi điệp thuần. Thôi em cứ để nó nuôi lớn lớn dần đã. Bên này thì lô hội thì em vẫn có dòng đây em vừa tách vàng quang hanh rồi. Đây này em có ánh hồng Thái Nguyên này. Đấy 700 một thân. Em sẽ nuôi đến khi nào mà nó ra rễ ổn định các bác. Đấy. Rễ riếc ổn định thì bắt đầu em treo lên. Tầm này thì nó cần phải ở dưới để sử dụng một số loại thuốc kích rễ. Kích thích nó ra rễ xong rồi thì nó đẻ con ra rễ rồi thì lúc đó mình treo lên để nó sẽ lớn nhanh hơn. Đấy cây này là cây ánh tím Thủy Nguyên Hải Phòng 600. Hình số 3. Đấy, cây này là 700, cây này là cây anh tím Thủy Nguyên Hải Phòng. Bên này cũng nằm cây anh tím Thủy Nguyên này, em sử dụng 3 thân già em trồng luôn vì em sợ nó ảnh hưởng. Đây là một cây cây này là cây Mojunto. Cái này em Mojuto em bán 200 một mẹ một con. Cái này là một cây thùy trơn. Hoa nó không được đẹp lắm. Thùy trơn. Còn đây là lưỡi hồng. Nói chung cây ở đây sau một thời gian là thuần hết rồi. Lần này em sẽ móc em trèo hết lên. Đây vị hoàng này, vị hoàng sần này. Vị hoàng sần em có hai thân này. Đấy, mỗi thân đều một mẹ một con. Bác nào mua thì em bán là 350 một mẹ một con này nhá. Đấy, trông nó hơi nhỏ nhỏ thôi. 350 mẹ một con nhỏ nhỏ. Còn đây thai số 3 là 400. Đây có cả vị hoàng mầm xoáy này. Nó xoáy quá này, hỏng hết cả lá luôn. Nghĩa ra nó phải ở bên này. Nhưng mà thôi, coi như là hỏng. Nhìn lá của nó bá đạo các bạn. Đây, nó vặn vòng tròn luôn. Đây số 3 thái thì đang dần dần đang mọc rễ.
Em còn một chậu anh tím thủy nguyên Hải Phòng to như này nữa. Đấy, chậu này em chưa tách bởi vì chậu này em đang tính để đến sang năm mới tách này. Và chậu này nó chậu nó vẫn còn còn rộng. Đây hoa chính chủ rồi. Cát lục đại thượng vẫn là 130. Bên này thì em hôm qua em đang trồng hết những loại cát le. Đây em trồng bằng vỏ thông với than củi thôi bởi vì cát le nó có sử dụng ấy rồi. Đấy em đợi phi điệp em bán hòm hòm em treo lên. Đây là cây ánh hồng Thái Nguyên này, em để chậu to này nhìn chất không các bạn? Lớn nhanh lắm. Dòng lô hội thân to này em rất thích. Đây là chí sần. Đấy, chí sần. Chí sần thì em đang để nuôi, đang nuôi nhiều. Ở đây em chỉ có chậu Huế sần này thôi. Có Huế sần có một cái thân này 2 triệu này, thân tơ cho các bác sưu tầm này, 2 triệu thân tơ này. Còn tuyết ngọc thì em vẫn bán 350 một thân. Đây, mẹ con này cũng thân già này, vẫn đẻ các bác này. Em sẽ xé cái lớp màng ra để cho nó nhanh ra rễ. Cái kiếm thì nó rất hay chỗ là con vừa đẻ ra nó đã ra rễ rồi chứ nó không như phi điệp. Đấy, 350. Còn hai thân là 600. Bên trong này thì có những cái thân chí sần già này 3 triệu này. Chắc là em cũng sẽ lách ra để em trồng riêng. Lách ra em trồng riêng. Đây, Tây Linh. Tây Linh này 2 triệu một thân già này. Tây Linh đẻ rất là nhanh, ác. Đây Huế sần là 2 triệu rưỡi một thân của em đây. Thôi chỗ này em để đây, chỗ này đang đẹp. Cái này là semi lưỡi đỏ 500. Cái này nó giống như là cây thái số 3 các bạn. Còn đây là cây trắng cánh bầu Thái Nguyên là 1,5 triệu. Bên này khả năng chậu này em cũng tách trồng. Anh hồng thái nguyên nhà em đang có số lượng nhiều. Vị hoàng cũng bắt đầu đẻ rồi, đến mùa đẻ của nó rồi. Kiếm nó đẻ 2 mùa, mùa xuân với mùa hè. Xuân nó đẻ 1 lần xong ra đến mùa hè nó đủ lá lại đẻ phát nữa. Còn đây là Phú Thọ vẫn là 1,1 triệu. Đấy, kỳ cũng lên được khoảng 2 đến 3 phân này. Đấy, chỉ có 1 triệu một kỳ thôi. Đấy, 1 triệu một kỳ như này. Đấy, Phú Thọ. HO thì em chỉ có còn có 2 kỳ này thôi. Đấy, 2 kỳ bé bé xíu này. Thôi em để nuôi thôi. Lâu lâu đang khoe các bác cho vui. Còn đây là Hồng Bích Quyết. Hồng Bích Quyết này thì em không bán rồi. Là khách chốt hết cả lô rồi. Đây, Phú Thọ những cái bắt đầu ra rễ này các bác này. Đấy. Bên này là long cánh trắng Lâm Đồng có 3 kỳ. Bên này là cây long điền của khách gửi này, em đang để cho nó ra lớn nhanh xong rồi em mới giao giả khách. Đây còn đây là Phú Thọ những cái cây rất bé luôn này. Có những cây Phú Thọ bé cực kỳ luôn. Đây Phú Thọ này. Chỗ Phú Thọ này em đổi lấy cây ấy, lấy cây Di Linh. Đây cũng Phú Thọ 52 của em này, trông nó cũng không được đẹp lắm. Hơi kém tí. À em có một cái kỳ trắng Hà Đông này, 200 các bác nhá. Còn một đêm của một mầm này nữa, mắt này em đợi lớn lớn lên tí bán. Ôi chậu bị hoàng này đẻ nhiều con thật. Tầm này là mùa đẻ rồi các bác, mùa đẻ thứ hai rồi. Mua tầm này là đẹp, vừa rẻ vừa đẻ. Rất là tuyệt vời. Nó vừa rẻ tiền lại đẻ nữa chứ. Đây những cái loạt cánh bầu Hải Phòng với cả những cái cây nó xấu xấu em vẫn treo lên và cây vẫn phát triển rất là tốt này. Cái này mai là chiều em phải treo lên vì là treo lên thì nó mới có cái độ ánh nắng và gió. Trồng bột dừa thì các bác tốt nhất là phải treo. Vì trồng bột dừa không treo thì nó sẽ ẩm và nó sẽ rất hay hỏng cây. Đây chí sần 3 triệu rưỡi này. Đấy, thân này có 3 triệu rưỡi. Và tư em vẫn có vỏ thông rêu rừng dấn vụn, đá thấm thủy, dấn cọng, chậu các thứ. Đây vỏ thông số 2 đây. 16 này, số 1 là 15. Và số 1 em để cái rêu nước lên, để nó làm mẫu thôi.
Đây là các loại phân thuốc, thuốc chống lấm, chống thối, với cả các loại bếp đồng tưới mưa B1, B1 Việt, B1 Mỹ. Rồi, cảm ơn các bác.